Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện có tên là Cám ơn cơn sốt đất. Thật ra cái tên của câu chuyện nó là tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì đúng hơn. Nhưng tôi vẫn thích cái câu chuyện là cám ơn cơn sốt đất. Có những cái cơn sốt đất nó làm cho gia đình người này tan nhà nát cửa. Tuy nhiên cũng có những cái cơn sốt đất nó làm cho một số gia đình giải quyết được những cái nhu cầu trong cái đời sống, mà đặc biệt là trong trường hợp của tôi. Tôi có một cái vụ việc nó như vậy đó. Bên tôi là bị đơn, thì cái ông A ông mới kiện bên tôi. Ông kiện, ông nói rằng hồi năm 2000 ông mua cái phần đất, nhưng mà khi mua thì bà khách bên tôi thì lại là tại thời điểm đó là chưa có giấy tờ, cho nên khi đi mua thì cứ chỉ đó chiều ngang mấy mét, dài mấy mét, rồi xong cứ thế là cất nhà mà ở. Rồi bẵng đi một cái thời gian thì cái bà khách của tôi bà được làm giấy toàn bộ trên cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy đỏ đó quý vị. Rồi thì có căng trong cái việc làm ăn, bà mới đem vay vốn ngân hàng. Thì cái vay từ cái năm nhất cái số tiền nó nhỏ, sau đáo hạn ngân hàng năm hai, lần thứ hai nhiều hơn, lần thứ ba đáo hạn ngân hàng lại tiếp tục lên. Và nói thiệt quý vị và các bạn, bây giờ cái số tiền ngân hàng không có khả năng trả nổi. Chuyện gì đến phải đến. Cái ông nguyên đơn ông kiện, ông bảo rằng là tiền đưa rồi, đất quản lý sử dụng, giờ tôi yêu cầu buộc cái bà này phải hoàn tất về mặt thủ tục giấy tờ. Bà khách hàng của tôi bảo lên, bà bảo thiệt với tòa đó, thì thật sự là bán thì tôi bán rồi, đất thì tôi cũng lấy rồi, nhưng bây giờ sao, sổ trong ngân hàng số tiền lớn lắm, mà số tiền lớn thì làm sao mà lấy. Thì thôi, nếu ông có tiền ông bỏ tiền ra để mà đưa sổ. Thưa quý vị và các bạn, cả hai đương sự, cả hai người đều khó khăn thì lấy gì. Và tôi nghĩ cái câu chuyện nó cũng chưa kết thúc, vì ngân hàng ổng vào ổng cũng không muốn đến. Ông bảo là tôi cho bà này vay với cái phần diện tích lớn đó thì tôi mới cho bà vay với số tiền bao nhiêu đó, chứ nếu mà diện tích còn lại thì chắc chắn là không đủ, theo cái tỷ lệ định giá thì không đủ. Và ông không đến, vì đại diện ngân hàng không đến. Nguyên đơn bị đơn bây giờ ý chí họ muốn, nhưng bây giờ lực bất tòng tâm. Thưa đấy quý vị và các bạn, có những cái câu chuyện sốt đất mà chúng ta thấy nhan nhản là sốt đất là anh A này sau khi mà lướt sóng thì lại có số tiền là 500 một tỷ gì đó, và anh B thì do bán đất mà không đúng giá dẫn đến tình trạng là gia đình xào xáo, mà thậm chí mất ăn mất ngủ, đau yếu bệnh tật. Cơn sốt đất nó làm cho người ta muốn mua cái miếng đất của bị đơn thôi. Và khi mà có người mua miếng đất thì cái phương án là được đặt ra rồi quý vị và các bạn. Tôi bảo cái người nhận chuyển nhượng á, cái người mua hãy đến văn phòng, chúng tôi sẽ làm thôi. Tôi bảo làm bằng cách nào quý vị và các bạn biết không? Tôi sẽ đứng giữa trung gian, anh đặt cọc đi, tôi lấy số tiền này tôi đem vào ngân hàng, lấy cái sổ đất ra, ưu tiên giải quyết cái vấn đề cho anh, rồi sau đó tách thửa cho người kia cùng một lúc. Các bên thống nhất là rút đơn khởi kiện ở tòa án. Một cái vụ việc, nếu trong trường hợp
không có cái cơn sốt đất, không có cái giá đất nó lên theo cái cấp số nhân, thì rõ ràng cái bài toán sẽ không được đặt ra, quý vị và các bạn ạ, sẽ không được đặt ra đâu. Nhưng rất là may mắn, bài toán đã được đặt ra, giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Người đặt cọc mua đất, họ mua được đất. Người nguyên đơn, họ lấy tiền và họ tắt được cái sổ, họ rút đơn khởi kiện. Bên bị đơn, họ giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Nhân tiện một cái câu là giải quyết được nhiều vấn đề, thì tôi cũng có làm bên mạng đấu giá nha quý vị. Thì tôi thấy đấu giá, nếu như giá khởi điểm là 10 đồng, mà nếu như trong trường hợp quý vị bán lên là 12, 13 đồng, thì rõ ràng quý vị và giải quyết rất là nhiều vấn đề. Bên tôi cũng có tổ chức một cái phiên đấu giá, nếu quý vị và các bạn nào có quan tâm thì tôi có để cái đường link ở phía dưới về ngày, về giờ, về cái thông tin về bán đấu giá tài sản. Quý vị nào có quan tâm thì xem nhé. Cái giá trị tài sản của tôi thì nó cũng chẳng trên dưới 1 tỷ thôi quý vị và các bạn, mà đất đai thì hợp pháp. Trở lại cơn sốt đất cho quý vị. Trong cái hồ sơ của tôi thì vì cơn sốt đất giải quyết được hết cả ba cái mối quan hệ. Mối quan hệ giữa nguyên đơn và bị đơn, mối quan hệ giữa người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng mua được đất mà quý vị, mối quan hệ giữa bên người vay và người cho vay. Một cái sự vẹn toàn mà tôi cho rằng là nếu như trong trường hợp không có cái cơn sốt đất thì rõ ràng không biết hệ lụy nó sẽ đến khi nào. Nguyên đơn bị đơn đều bắt tay, nhưng cả hai bên đều khó khăn, không thể nào giải quyết nếu trong trường hợp không biết làm cách nào để rút sổ ngân hàng ra. Vì hôm nay có một cái cơn sốt đất, nó làm đất thăng hoa, đất tất đất tất vàng. Tôi cũng cảm ơn cơn sốt đất đã cho các cái đương sự của tôi được hòa giải, được rút đơn khởi kiện, giải quyết, mở thêm một cái nút thắt. Và cái người con của vị khách hàng của tôi nói với tôi là như thế này: chị biết không, kể từ khi mà cái cuộc việc mình lại ngồi lại với nhau, thì giữa má em và cái người đó nói chuyện bình thường lại với nhau. Đó là cái tình người đó quý vị. Mình vẫn muốn giữ lại những cái tình cảm ngay cả khi đi kiện tụng, ngoại trừ trường hợp chẳng nặng đừng mà thôi. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu chuyện pháp lý nào thì hãy gửi cho tôi, để tôi sẽ thông qua cái câu chuyện pháp lý để mà gửi đến quý vị và các bạn những cái trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Thông qua cái video này tôi muốn nói với quý vị và các bạn điều gì? Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nó có những cái giai đoạn khác nhau. Nếu như trong trường hợp 1 tháng 10 năm 1993 thì việc chuyển nhượng này, nếu trong trường hợp có một cái tờ giấy tay nhỏ nhỏ thôi, thì hợp đồng chuyển nhượng này được xem là hợp pháp. Và nhà nước và tòa án sẽ công nhận cái sự, cái việc, cái ý chí. Vì quý vị và các bạn biết rồi, luật tại thời điểm đó chưa hoàn tất, và luật đất đai chỉ có hiệu lực luật đất đai năm 1993. Cho nên trước ngày 1 tháng 10 năm 93, những cái hợp đồng nào mà chỉ có hai bên mà không có phòng công chứng thì vẫn được xem là hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng mua bán đất nha quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn video có những cái
dàn dựng nó không được bài bản giống như một số cái chương trình. Tuy nhiên cũng mong qua cái video này gửi đến quý vị và các bạn một chút kiến thức luật trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin trân trọng cảm ơn.